Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt wifi không dây này với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy in nhiệt không dây này các bạn chỉ cần cắm điện vào để các bạn in thôi. Nó sẽ kết nối với cái wifi nhà của các bạn để in qua điện thoại nè hoặc là laptop nha. Ngoài ra thì các bạn không cần phải gắm dây gì nữa cả, các bạn chỉ cần gắm dây điện rồi nè. Đó, ngoài ra thì bên mình có hỗ trợ các bạn là cài đặt cái wifi cho cái máy in này, cài đặt sẵn cho các bạn luôn nha. Các bạn thôi về, các bạn không cần phải cài đặt cho nó nữa. Các bạn chỉ cần gắm điện vào và các bạn nhập cái địa chỉ IP vào cái điện thoại hoặc là laptop của các bạn thì sẽ được in được nha. Đó, không cần phải cài đặt gì hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn chỉ cần gắm điện vào, kết nối với wifi nhà và kết nối với cái app của các bạn là các bạn có thể in được cái hóa đơn bán hàng các bạn gửi cho khách hàng nha. Thì cái máy này có thể kết nối được với cái phần mềm như là Sabo nè, Kiosk Việt nè, Tính Tiền TV nè, sổ bán hàng nè và một số cái phần mềm khác nữa nha các bạn. Thì mình có làm một số cái video về cái máy in này kết nối với cái phần mềm và in thử ở bên dưới phần mô tả, các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn xem lại những cái video đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở đây nè các bạn, nó có cái nút là các bạn nhấn vào nó sẽ mở khay giấy nè. Đó, ở đây mình có sẵn cái cuộn giấy nè các bạn. Đây, cuộn giấy các bạn chỉ cần đặt vô theo cái chiều này nha. Rồi, các bạn để như thế này và các bạn đóng lại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy in nha. Rồi, các bạn tắt nguồn nè, các bạn giữ cái nút này nè. Rồi, các bạn bật cái nguồn lên. Khi mà cái đèn đỏ này nó tắt nè, các bạn buông ra. Nó sẽ in ra một cái tờ in test nè. Cái tờ in test này á, nó để kiểm tra được cái tình trạng của cái máy nha. Khi mà các bạn sử dụng á, nếu mà có trục trặc như thế nào á, thì các bạn có thể dùng cách này để các bạn in ra thử xem cái máy của mình nó có hoạt động hay không, hay là do lỗi cái điện thoại của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của các bạn nha. Thì bây giờ ở đằng sau nè các bạn, nó có một cái nút nè, cái nút màu đen nè, các bạn thấy không? Các bạn bấm vô cái nút màu đen nè, nó sẽ in ra một cái tờ giấy cho các bạn nè. Rồi, ở đây các bạn có thấy là SSID nè, là cái tên wifi của cái máy này nó phát ra nè. Bây giờ các bạn dùng điện thoại các bạn kết nối với cái tên wifi này nè. Rồi, ở đây nè các bạn thấy không? Rồi, Winter 5607 nè. Đó. Rồi, các bạn kết nối vô cái wifi này. Rồi, bây giờ các bạn vào trong cái CH Play hoặc là App Store, các bạn cài cái phần mềm Ultra Winter này vào nè. Đó, các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi nên mình không có cài lại nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào trong cái setup wifi nè. Rồi, các bạn nhập cái tên wifi nhà của các bạn vô nha. Các bạn nhớ là các bạn nhập chính xác nha. Các bạn nhập sai là nó không có chạy đâu á. Mình ví dụ là ở đây mình có cái wifi của mình nè, Johnny Trần nè. Rồi, mình nhập vô. Viết hoa viết thường là y chang như cái tên của các bạn luôn nha. Rồi, có khoảng cách luôn này nha các bạn. Rồi, nhập password các bạn vào chỗ authenticated nè. Các bạn nhập open, các bạn mở lên. Rồi, các bạn chọn ở dưới cùng nè. Rồi, các bạn nhập cái wifi vào. Nhập cái pass vào nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ nhập chính xác nha. Xong các bạn bấm done nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho nó. Có nghĩa là khi nãy mình nói á, là các bạn thiết lập cái IP cố định á, thì khi mà các bạn tắt cái máy này đi á, thì nó cũng sẽ không có thay đổi cái IP nha. Là ở chỗ này nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn bấm vào DHCP nè. Rồi, DHCP các bạn chọn TTIP nè. DHCP này á, là có nghĩa là IP động nè, TTIP là IP tĩnh nha các bạn, nó cố định nha. Rồi, bây giờ các bạn nhập theo mình nha, 192 nè, .168 nè, .1 nè, .254 nè. Một tí nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem cái dãy IP của các bạn để các bạn biết được cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vô nha. Thường á là 192.168.1 nhưng mà có chỗ là 1.2.168.0 nữa nha các bạn. .2 luôn, có rất là nhiều cái dãy IP nên các bạn cần phải xem cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vào nha. Thì ở đây á, là cái dãy IP của mình .1, lát một nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Các bạn nên để là .1.254 nha, thì thường cái địa chỉ 254 này nó rất là ít người sử dụng.
Đó, nếu mà các bạn nhập 254 không được đó, là có nghĩa là nó trùng với cái thiết bị khác nha. Thì mỗi cái địa chỉ IP đó là nó chỉ có một cái thiết bị sử dụng thôi nha các bạn. Rồi đây là 255 nha. Thì thường á là ở gia đình nó để cái địa chỉ 192.168.1 không mà các bạn. Có chấm 0 nữa, có chấm 2 luôn. Đó, một xíu nữa mình chỉ các bạn coi. Thì full gateway này là 192.168.1.1. Một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem như thế nào về cái này ha. Rồi các bạn bấm config nè để nó cấu hình, nó kết nối với cái máy này, nó cấu hình lên nha. Các bạn lưu ý là cho nó chạy nha, nó chạy khi nào mà nó có chữ don á là xong á thì nó mới hoàn thành nha. Các bạn để cho nó chạy xíu. Nè các bạn thấy không? Nó chạy xong, nó có chữ don nè, vậy mới là xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đi nè. Bây giờ chúng ta tắt cái máy ra nè. Rồi chúng ta mở lên lại ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái nút màu đen ở dưới làm sao nè, để chúng ta coi coi nó ra địa chỉ IP bao nhiêu ha. Nè các bạn thấy không? Nó ra cái địa chỉ nè, cái tên wifi nè của nhà mình nè, cái path nè, cái địa chỉ nãy mình thiết lập nè, chấm 1.254 nè. Rồi rồi chấm 1 nè, default gateway nè. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái dãy IP nha. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái wifi nhà mình nè, cho đi trần nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ các bạn ở trên iPhone á, các bạn vào trong cái chữ Y nè. Đó. Các bạn vào trong cái wifi của mình thì các bạn sẽ thấy được cái IP của cái điện thoại của mình nha. Đây là 192.168.1 nè, chấm 164 nè, là cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Đây, 192.168.1 nè, các bạn thấy không? Đó, từ cái gì? Có thể nó chỉ thay đổi là chấm 0 ở chỗ chấm 1 nè, chấm 1 nó có thể thay đổi số 1 thành số 0 hoặc là số 2 hoặc là số 3 thôi. Còn cái mặt nạ mạng nè, các bạn nhập y chang như của trên điện thoại nè. 255 255 255.0 nè. Bộ định tuyến nè, các bạn cũng nhập y chang luôn nè. 192.168.1.1 nè. Đó, các bạn chỉ thay chỗ này thôi, các bạn chỉ coi chỗ này thôi nè. Cho nó trùng với cái IP đây ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta in thử nha. Ok, thì sau khi mà các bạn đã cài đặt cái wifi cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ các bạn cài đặt cái phần mềm mà sổ bán hàng vào cái điện thoại của mình nha. Sau khi mà các bạn đã cài đặt và đăng ký cái tài khoản rồi á, thì các bạn đăng nhập vào các bạn được cái giao diện như thế này ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nhập cái địa chỉ IP vào trong cái phần mềm mà sổ bán hàng để mình in cái hóa đơn nha. Thì khi mà những bạn nào mà nhờ bên shop mình hỗ trợ cài đặt á, thì bên shop mình sẽ để cái tờ giấy IP này ở trong cái khay giấy nè, các bạn mở ra các bạn lấy cái địa chỉ IP để các bạn nhập vào nha. Thì cái địa chỉ IP nè, IP address nè, các bạn nhìn ở đây là 192.168.1.254 nè. Đó, mỗi cái máy mình đều set cái IP khác nhau nên các bạn lấy tờ giấy này các bạn coi để các bạn nhập vào nha. Thì những bạn nào mà không biết lấy tờ giấy này ở đâu thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy đó ra nha. Rồi các bạn nhìn ở đằng sau cái máy nè, nó có cái nút màu đen nè. Các bạn lưu ý á, nếu mà cái máy nó kết nối được thành công với cái wifi á, thì đèn nó sẽ sáng nha. Không kết nối được á, thì đèn nó sẽ không sáng nha. Rồi bây giờ các bạn bấm cái nút màu đen một cái nè, nó sẽ ra một cái tờ giấy IP nè. Đó, đây y chang như cái tờ giấy nãy mình đưa các bạn xem đúng không, 254 nè. Rồi mình lấy cái IP này mình nhập vào cái phần mềm sổ bán hàng nha. Rồi các bạn vào cái ô chọn trên nè, cài đặt máy in nè, thêm máy in ha. Thì ở đây mình chọn là cái khổ giấy 5758 nha, chứ không phải là 80 nha, mà bên mình có bán cái máy 80 của wifi in không dây luôn nha. Đó, rồi tên máy in. Những bạn nào mà muốn in với khổ lớn thì các bạn mua cái K80 nha. Rồi các bạn chọn cái wireless LAN nè, cái in wifi. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ IP vô nè, địa chỉ IP máy in nè, 192 trên tờ giấy nãy các bạn. Đây là chỉ có số 1 thôi nha các bạn. 254 nằm bên đây nha. Rồi done, hoàn thành. Rồi bây giờ mình ra mình in thử nha các bạn. Mình sẽ lấy cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha.
Đó. Đây ha các bạn. Đây cái khổ giấy. Mực rất là đẹp nét luôn nha. Rồi mình in tờ nó cho các bạn xem nha. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.